Chào mừng quý vị đến với chương trình Ảo thuật sắc đẹp. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Sài Gòn Live thực hiện và được phát sóng vào tối Chủ nhật hàng tuần 19 giờ trên kênh HTV7. Và cũng xin cảm ơn Trend Tips, nơi tìm kiếm bí quyết làm đẹp đã cùng đồng hành với chương trình. Và bây giờ thì Harry không biết là anh Nam Trung sẽ mặc đồ có du với mình hay không. Tại vì đôi khi anh Nam Trung lúc nào cũng xuất hiện, anh Nam một Trung mình một cõi hết. Đúng rồi, lúc nào đa số là như vậy hết. Và bây giờ thì xin mời quý vị hãy gặp gỡ với anh Nam Trung. May quá chị ơi. Hôm nay là chị một mình một cõi. Thôi vậy, đây là nghiệp nha, đây là nghiệp. Vừa mới đó. Nói anh Nam Trung là có thể là anh Nam Trung sẽ không liên quan gì hết, mà bây giờ mình mới là người không liên quan. Đó đó lại hôm nay em gì đây đó, bởi vì đừng nói trước, nói nhiều lắm. Tất cả mọi thứ nó là hên xui em ạ. Dạ. Hôm bạn vạn sự tùy duyên, thế là anh em mình hôm nay có duyên không, có duyên với chị rồi đó. Ủa tha hổ ơi, giúp dùng chị đi. Vậy thôi, vậy mình giả bộ mình quay lại nha mọi người. Bạn. Đấy, ba anh em mình liên quan. Kính thưa quý vị, như vậy là ba anh em cũng gặp gỡ với nhau. Và bây giờ thì mình phải chờ đợi nhân vật chính của chúng ta. Nhưng mà trước khi gặp gỡ với nhân vật chính thì chúng ta sẽ nghỉ giải lao trong giây lát nha. Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại cùng với Ảo thuật sắc đẹp. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ nhân vật ngày hôm nay nhé. Xin chào mừng diễn viên Phương Linh. Phương Linh có thể giới thiệu về bản thân mình một chút được. Phương Linh xin gửi lời chào đến quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Ảo thuật sắc đẹp. Cho Harry hỏi là Phương Linh thì bình thường chăm sóc bản thân mình như thế nào? Thật ra mà nói thiệt đi nha, là em lười, rất lười chăm sóc bản thân mình. Tại vì cái công việc của mình á, nhiều khi em đi làm thì phải make up nhiều, phải thức khuya dậy sớm nhiều, nên nhiều khi có nhiều đêm em coi YouTube này nọ, rồi thấy người ta làm này làm kia mình cũng bắt chước theo. Khoảng đâu đó 5 ngày, chưa được 1 tuần nữa là em nghỉ. Vậy thì bình thường ở nhà là Phương Linh có hay make up hay không? Và cái style mà make up bình thường mình hay xài đó là cái gì? Dạ, thì bình thường em đi làm á, thường là đóng những cái vai đào thương, đào khổ á, thì make up nhẹ lắm. Kiểu che khuyết điểm này nọ thôi. Còn bình thường em ở nhà là em đi chơi, thường là em đeo khẩu trang không make up luôn. Anh nhìn thấy cô ấy nói là em đóng những cái vai đào thương, cái đào khổ. Trời, anh nghe thôi mà anh thấy nó khổ quá chứ khổ. Nghe là thấy thương liền, nghe là thấy thương. Okay. Em giống như con cá sống vậy á. Ủa là... À, là sao? Sao cá, con cá sống vậy là sao? Con chị? Cá sống lên là... nó rất là sinh động á, anh hiểu vậy? Em rất là sinh động. Sinh động. Em rất là sinh động. Không biết là chị đang khen hay chị em luôn á. Khen mà. Tại vì chị cũng là cái nhân vật rất là sinh động. Ôi em ơi, đây là một cái đặc sản của Ảo thuật sắc đẹp. Cái việc đầu tiên á, mà để làm sao mà anh rất là muốn có mùa 2 và muốn quay lại với mùa 2 thì đây là một trong những cái đặc sản đầu tiên. Và một cái đặc sản đặc biệt nữa, đó chính là được tặng đồ. Trước chi tự nhiên lít lại cũng đòi mang về thì không, sao em đòi liền ngay bây giờ, em đòi luôn. Tại vì cái chai đó là em đang xài. Ủa chai nào? Cái chai sữa rửa mặt em đang xài. Cái này chị cho em mượn, chị cho em mượn. Cái này có xài hả? Đúng rồi, em đang xài cái này nè. Dạ. Em được biết là cái sản phẩm này là làm chiết xuất từ ngải cứu và nó phù hợp nhất cho những ai mà có làn da nhạy cảm. Thời gian gần đây thì em thấy là nhiều người ta đang quay lại với những cái loại mỹ phẩm mà xuất phát từ thiên nhiên. Ý của em nói đây là cái dòng sản phẩm mà nó thuần chay. Dạ đúng rồi, thuần chay. Em thấy cũng hay. Đó có lý do em chọn lại cái loại này và em lấy cái chai đó. Em lấy cái chai đó. Rất thuyết phục. Rất thẳng thắn. Bởi vậy tôi thích tính cách của em lắm luôn á. Là với cái cách dưỡng da như vậy rồi nè, với cả những cái con đường sự nghiệp mà luôn luôn lúc nào cũng bị đóng vai khổ nè. Vậy thì ngày hôm nay với Ảo thuật sắc đẹp mình sẽ thử đi. Bây giờ anh thấy nó có một cái phong cách á, mà các bạn Gen Z, các bạn Y2K bây giờ hay làm. Dạ. Đó chính là một cái kiểu mà anh thấy cái tên nó cũng vui, Kira. Kira. Nó là chiếu á. Dạ, kiểu hơi Nhật Bản. Bling bling, đúng rồi, hơi Nhật Bản, hơi anime một tí. Dạ. Nó hơi mang cái tính chất đó, chuyện tranh. Thì anh
hợp tính cách nữa. Thì bởi anh nghĩ tới, anh nghĩ tới cái từ mà cá sống đó. Trời ơi, hay quá, ngồi hay quá. Được không? Được không anh chị? Quá được luôn chứ còn gì nữa. Anh Nam Trung đã chọn là chắc chắn phải được. Hơn cả được. Kính thưa quý vị, bây giờ thì mình chờ đợi Phương Linh vào phòng và lúc đó mình sẽ chia sẻ bí quyết. Các bạn đừng chuyển kênh nhé, chúng ta sẽ quay lại ngay. Chào mừng quý vị quay lại với chương trình Ảo Thuật Sắc Đẹp. Và tiếp mục lần này là tiếp mục Harry yêu thích nhất, đó là chia sẻ bí quyết. Kính thưa quý vị, chủ đề lần này là liên quan tới mặt nạ. Và hôm nay thì Harry cũng muốn hỏi trước các cô gái thì có người nào mà hay dùng mặt nạ không ? Bây giờ thì Harry muốn hỏi là cô mà vừa mới cầm cái mic á. Chào em. Em chào anh chị. Em thì có hay sử dụng mặt nạ không? Dạ có ạ. Thế thường em xài mặt nạ ở trên mặt á, là em hay chú ý tới cái công dụng nào với các cái phần nào ở trên mặt? Dạ đa số là em để ý đến công dụng như kiểu là mờ thâm với cả trị mụn ạ. Thật ra đó là do em nói về cái những cái mà liên quan tới cái mụn này nọ đó. Xong rồi em nói là em hay xài những cái mặt nạ mà nó liên quan tới dạng kiểu như là nó dịu cái mụn này nọ, thì chị muốn giới thiệu một cái sản phẩm dành cho em. Đó là một cái mặt nạ. Cái này là dạng kiểu như là mặt nạ đất sét. Thì ở đây nó có cái cả tea tree và cả silica nữa. Và khi mà xài cái này thì thật ra thì cái này nó làm cho cái lỗ chân lông cải thiện hơn rất tốt nha. Và làm cho những cái mà dầu đậu đen này nọ thì nó cũng giảm xuống đi rất là nhiều. Tại vì da Harry là khá là nhạy cảm á, cho nên khi xài sản phẩm này á thì nó làm cho cái da của mình nó dịu xuống. Với lại cái này là thuần chay. Cho nên Harry nghĩ là những người nào mà kiểu như là rất là yêu động vật thì người ta xài cái này thì người ta cảm thấy là nó rất là phù hợp cho bản thân. Nếu mà dùng những cái sản phẩm này đúng á là em không có được lấy cái tay em móc nó đâu nha. Dạ đúng. Em phải lấy một cái dụng cụ thì em lấy nó ra chứ không em ủ vi trùng. Trời ơi. Còn với em thì em hay sử dụng những cái mặt nạ nó cũng mang tính chất. Em có cái kinh nghiệm gì về cái chất này không? Dạ, đa phần thì nó chàm chà sẽ giúp cho mình dịu da với cả kháng khuẩn, kháng viêm ý. Tip thì thường em sẽ sử dụng sau khi mà đi nắng, quay hình, chụp hình ở ngoài nắng về thì mình sẽ đắp những cái mặt nạ này thì da mặt mình sẽ dịu lại, không bị đỏ, cũng không bị mấy cái mẩn đỏ lên ấy. Hoặc là đắp trước khi make up thì lớp nền nó sẽ mịn hơn. Không, cái này em cũng đồng ý nha. Với em là da của em là đặc trưng là hỗn hợp mà thiên khô. Nên là cái mà em cần nhiều nhất là cấp ẩm. Cấp ẩm rất là nhiều. Mỗi ngày em đều xài mặt nạ giấy để nó cấp ẩm. Bởi vì em thấy mặt nạ giấy nó cấp ẩm cấp tốc rất là nhanh. Đặc biệt là mấy lúc mà mình mà cần một cái lớp make up thật là mịn á, thì khi mà mình đắp trước đó make up, sau đó 15 phút mình make up lên, cái lớp nền nó mịn cực kỳ luôn. Rất là mịn luôn. Đó, còn nếu như mà những cái mặt nạ mà nó thuộc về dạng mặt nạ tươi một chút, nó có cái khả năng chăm sóc sâu hơn á, thì thường thường em sẽ đắp là 3 lần một tuần. Cứ cách ngày mình sẽ đắp nó lên, cách ngày mình sẽ đắp, thì nó sẽ giúp cho mình thẩm thấu được những cái tinh chất tốt hơn. Rất là sạch luôn. Và với lại anh, cái này á, nó làm cho em nó có cái gì đó. Anh có hiểu không? Tức là cái da em nó đang sổ đi, thì nó có cái cảm giác là đang nó săn chắc lại. Nó có cảm giác là săn chắc lại. Nói chung là Harry thì cảm thấy là khi mà làm xong rồi thì Harry cảm thấy là rõ ràng là ở đây là nó có gì đó phát sáng nhiều hơn là ở dưới đây. Bạn nào mà quan tâm đến những cái sản phẩm mặt nạ mà liên quan tới kiểu như là muốn săn chắc cái chỗ lỗ chân lông á thì cứ xài thử, thì Harry nghĩ là chắc mọi người sẽ rất là thích thôi. Nếu như quý vị khán giả muốn biết thêm về những cái thông tin mới nhất hoặc là muốn cập nhật những cái thông tin mà liên quan tới review của tất cả mọi người á, thì hãy tìm kiếm trang web Trend Tips. Và có một số những cái thông tin chi tiết hơn về sản phẩm thường xuyên chúng tôi cũng phải tham khảo ở trên trang web này để có được những cái kinh nghiệm cũng giống như những cái review chính xác nhất về sản phẩm. Và bây giờ thì mình sẽ gặp gỡ lại với nhân vật chính, nhưng mà trước khi gặp cô ấy thì chúng ta sẽ nghỉ giải lao trong giây lát.
Và chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại cùng với Ảo Thuật Sắc Đẹp. Xin mời sự quay trở lại của diễn viên Phương Lan. Thích cái kiểu này quá. Cảm ơn tại em. Khi mà em bước ra, em nhìn vô trong gương thì em cảm giác giống như là ngày xưa tại sao mình không làm vậy, trước giờ mình không có dám thay đổi vậy. Tại vì mình cứ nghĩ là màu sắc mà mình kiểu mà mình làm vậy nó sẽ sớn. Sớn nên không dám làm. Nhưng mà khi mà mình làm cái này xong, mình cảm thấy tại sao mọi người không thử. Mình thấy là đây là một cái cuộc chơi màu sắc mà nó làm cho mình thay đổi cả bản thân mình luôn. Tự nhiên cái mặt mình nó cũng màu sắc lên, mà cuộc sống mình nó cũng màu sắc lên nữa. Và thật sự thì đó là cái lý do tại sao á, đừng nên phán xét bất kỳ một cái gì hết á. Anh thì anh cảm thấy là trong cuộc sống thì anh không dám nói nha. Dạ. Nhưng mà đặc biệt là trong thời trang hoặc làm đẹp thì khi mà mình chê một cái gì đi á, là giống như là mình quăng mất đi một cơ hội để có thể cảm nhận, để có thể cảm thụ được một cái mới rồi. Mà cái vòng xoay nó sẽ xoay đi, nó sẽ xoay lại, nhưng mỗi một thời cái người nào á, cái thời điểm của cái độ tuổi nào thì cái độ tuổi đó sẽ lên tiếng, bởi vì đó chính là cái thời điểm của họ. Dạ. Dạ. Vậy là giờ gọi em là Kira Kira. Với cái kiểu trang điểm này đó thì ngay từ đầu mình cũng đã nói là mình hôm nay mình sẽ thử một cái thứ nó hơi phát sáng, hơi lung linh, nó gọi là Kira Kira. Nhưng mà em phải nhét vô thêm cái chữ tên của mình nữa chứ. Thay vì là Phương Linh thì bây giờ là Linh Kira. Linh Kira. Được. Hợp lý đấy. Hợp lý. Ủa vậy là Linh Kira là lúc nào em cũng phải make up giống vậy? Nếu mà Linh Kira mà nó về make up thì make up giống vậy. Dạ. Nhưng mà Linh Kira thì có nghĩa là nếu mà em muốn phát sáng thì em phát sáng bằng chính bản thân em. Giống như cuộc sống đầy màu sắc đó. Hay mà, dạ, em hay mà, nó có một cái câu chuyện đằng sau cái tên của em. Hay mà, rất là hay thiệt. Thì giờ từ giờ gọi em là Linh Kira luôn. Đó sẽ là cái thương hiệu mới của em luôn hả? Được, em thấy hợp lý. Nói chung là cũng cảm ơn anh với lại hai chị, với lại cảm ơn team của anh. Rồi các bạn cực kỳ rất là tỉ mỉ, rất là chịu khó mà rất là chuyên nghiệp luôn. Khi mà làm cái lúc này em thấy là rất là khó, cực kỳ khó, phải đính từng cái này nè. Thế là em thấy là rất hợp với em luôn. Mà vô tình em có một cái tên mới nữa. Quá xuất sắc. Quá xuất sắc. Cảm ơn Linh Kỳ đã đến với chương trình nha. Dạ, em cảm ơn Ngọc Châu nè. Rồi cảm ơn Nam Trung lúc nào cũng đồng hành với Harry. Và cũng xin cảm ơn quý vị khán giả theo dõi chương trình. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Và cũng xin gửi lời cảm ơn đến Trend Tips, nơi tìm kiếm bí quyết làm đẹp, đã cùng đồng hành với chương trình. Và Ảo Thuật Sắc Đẹp của tuần này đến đây là hết. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi, đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt số này. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Sài Gòn Live thực hiện, được phát sóng vào 19 giờ tối Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Hẹn gặp lại quý vị vào Chủ nhật tuần sau. Hẹn gặp lại. Cái món quà của em. Anh ơi, anh ơi, chẳng lẽ em đưa cái đồ ăn mà không ăn được? Đồ làn da mà gần như là rất là khỏe mạnh và không có tì vết. Dạ. Nãy giờ em ngồi em nhìn hoài luôn. Năng lượng rất là tích cực. Ganh tị nữa. Ganh tị nha. Ganh tị với cái làn da này quá trời. Chị Harry hôm nay trang điểm phong cách cũng đúng không? Cũng có chút xíu tàn nhang trong một bộ trang phục rất là học sinh. Và em rất là khao khát được vươn thử cái layout này. Chị cũng đang rất là tò mò. Để mình mong chờ để xem thử thách này như thế nào. Đúng rồi, với lại không phải là mình là đưa cho người ta vô cái thế khó, mà là anh Nam Trung làm. Dạ, đúng rồi, là anh Nam Trung. Anh Nam Trung làm trang điểm. Nói chung là từ xưa đến giờ tiếng ác nó vẫn thuộc về anh. Cứ nhận thêm một chút xíu nữa thì nó cũng không có thêm được cái gì đâu. Thôi anh nhận luôn.